đây là Nhật Minh tường trình tại đài Việt TV ở Houston, Texas. Ngày hôm nay đài rất là vui khi có một cái đàn lân của chúng ta đến để mà chào đón mừng năm mới, năm Ất Mùi. Ở đây thì Nhật Minh có các bé nhỏ đã giúp múa lân ngày hôm nay. Thì các bé này đến từ Hội Thiện Nguyện Con Rồng Chó Tiên. Thì ở đây các bé hãy cùng giới thiệu với lại quý khán giả là con tên gì được không? Con tên Phương. Con tên Phương, và ở cái Hội Thiện Nguyện Con Rồng Chó Tiên này thì con có nhiệm vụ là làm cái gì? Con lấy góp tiền để đi về năm làm hội từ thiện cho mấy em ở bên Việt Nam mồ côi. Wow, thật là ý nghĩa quá phải không quý vị? Và ngày hôm nay thì có các bé nhỏ để giúp chúng ta có một cái ngày lễ vui. Thì Nhật Minh xin chính chúc quý khán thính giả một năm mới, một năm Ất Mùi thật nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Yeah, chúc mừng năm mới! Ngày xuân nhân trên ta chung nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương ra lời từng người công nhân ấm no, thoáng như thời gian lao nghèo khó. Năm mới, thưa quý vị, Quang Chương xin được đại diện cho đài Việt TV tại Houston, tại California, tại Atlanta, tại DC cũng như là của Unobox tại khắp nơi ở trên Hoa Kỳ cũng như là khắp thế giới. Sẽ có một mùa xuân mới với năm mới thật là nhiều hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Xin một lần nữa kính chúc quý vị sang năm mới được an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới! Nhân dịp xuân về, Việt TV xin kính chúc tất cả quý đồng hương vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!